Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự ngày 4 tháng 12 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. 54 dân tộc anh em đoàn kết là động lực xây dựng đất nước hùng mạnh. Trong thông điệp gửi tới phiên họp đặc biệt về ứng phó với COVID-19 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị hãy coi bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người là ưu tiên hàng đầu. Hội thảo quốc gia thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số được tổ chức, đánh giá hiệu quả đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2 đã chính thức khai mạc sáng ngày 4 tháng 12 tại Hà Nội. Sau 10 năm kể từ lần đại hội thứ nhất, đại hội lần này có chủ đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy nội lực cùng phát triển đất nước. Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam và chỉ khi nào 54 dân tộc anh em cùng nắm chặt tay nhau thì mới có thể xây dựng được một quốc gia hùng mạnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 10 năm qua, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn là một trong số ít nước trên thế giới có tăng trưởng dương. Đặc biệt, tại các tỉnh khó khăn nhất, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vẫn luôn nỗ lực để đạt tăng trưởng khá, với quyết tâm phải làm cho các dân tộc ngày càng vươn lên để có cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn. Đến nay, toàn bộ các xã đã có đường ô tô đến trung tâm, 99% trung tâm xã và 80% thôn có điện, hơn một nửa số xã có trạm y tế đạt chuẩn và toàn bộ bà con đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nếu nhìn một cách tổng quát, thì đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số chưa bao giờ khởi sắc như ngày nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với những khó khăn mà đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp phải, nhất là hiện tượng di cư tự do, tang trữ sử dụng ma túy ở một số thôn còn diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hủ tục lạc hậu chậm được khắc phục, nhất là vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống làm suy kiệt giống nòi. Để vượt qua những khó khăn này, Thủ tướng đã nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khẳng định quan điểm đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước. Cộng đồng các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời và là máu thịt của dân tộc Việt Nam. No đói có nhau, sướng khổ cùng nhau. Đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, là yếu tố có tính nền tảng để đảm bảo đại đoàn kết toàn dân tộc. Để tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp, ngành, địa phương phải quán triệt phương châm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mọi hành động đều phải gần dân hơn, hiểu dân hơn, trọng dân hơn, hết mực phụng sự nhân dân. Nỗ lực cao nhất để giải quyết những bức thiết đặt ra trong thực tiễn. Mọi chính sách của nhà nước phải tập trung khuyến khích tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với mặt bằng chung của cả nước. Chúng ta hãy cùng vun đắp khát vọng vượt khó vươn lên, phấn đấu làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương của mình. Hãy cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc về tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, dân nhạc. Hãy truyền dạy cho con cháu muôn đời về lòng yêu nước của ông cha ta, về tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, về đức tính cần cù, chịu khó, thật thà, tốt bụng, về ý chí dấn thân vì cộng đồng, vì đất nước. Hãy khơi dậy tinh thần và khát vọng về Việt Nam hùng cường 2045 trong đồng bào các dân tộc thiểu số anh em. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Ủy ban Dân tộc, cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước. Đêm 3 tháng 12 theo giờ Việt Nam, trong thông điệp gửi tới phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch COVID-19 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các quốc gia hãy cùng nhau lấy lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hãy hành động với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người. Tại phiên thảo luận chung, cùng với phát biểu được ghi hình trước của 83 người đứng đầu nhà nước và chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh chưa đầy một tháng nữa,
thế giới sẽ khép lại năm 2020 đầy thử thách và khó khăn trong nhiều lĩnh vực do đại dịch COVID-19 gây ra. Để cùng nhau chiến thắng cuộc chiến này và bước sang một năm mới phát triển tốt đẹp, Thủ tướng đề nghị các quốc gia cần đề cao vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, tăng cường phối hợp chính sách, đoàn kết hành động, đẩy mạnh hợp tác quốc tế cũng như nỗ lực của các thể chế đa phương trong quản trị toàn cầu nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam một lần nữa ủng hộ và hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về ngừng bắn toàn cầu, bãi bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương và tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo cho các quốc gia trong ứng phó COVID-19. 2. Lấy lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người, bảo đảm người dân ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều có thể tiếp cận vaccine và thuốc điều trị COVID-19 với chi phí hợp lý. Chủ động thích ứng trong giai đoạn bình thường mới về phát triển bền vững, vừa bảo đảm phòng chống dịch tốt, vừa triển khai đồng bộ và hài hòa phục hồi kinh tế thuận lợi hóa trong thương mại và đầu tư, xuyên biên giới đi lại các kiểm soát của người dân, duy trì chuỗi cung ứng các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, thiết bị y tế. Các quốc gia cần duy trì cam kết và nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững SDG 2030 và các cam kết về biến đổi khí hậu, đặc biệt là tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thương mại cho các nước đang phát triển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các nước về việc Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội và phục hồi đà tăng trưởng kinh tế. Còn trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã cùng với các nước ASEAN nhất trí nhiều sáng kiến và hợp tác ứng phó với COVID-19 và phục hồi phát triển. Việt Nam đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc và tích cực phối hợp với các quốc gia, thành viên khác thảo luận thông qua nhiều nghị quyết, văn kiện nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó với dịch COVID-19 với tinh thần tương thân tương ái. Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam đã hỗ trợ thiết thực, kịp thời vật tư y tế do Việt Nam sản xuất cho nhiều nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ tài chính cho các quỹ quốc tế về phòng chống dịch dù nguồn lực quốc gia còn hạn chế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng trước thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế sẽ phát huy ý chí và sức mạnh của mỗi dân tộc cũng như tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Và Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào hành trình cao cả đó. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế, kinh tế, phát triển, nhân đạo và con người toàn cầu, cuộc khủng hoảng đang tác động tới tất cả mọi người dân trên thế giới theo cách không giống bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong lịch sử 75 năm của Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này kêu gọi các nước cần bảo đảm việc tiếp cận công bằng với vaccine phòng COVID-19. Còn các nước phát triển thực hiện cam kết cung cấp 100 tỷ đô la Mỹ hàng năm để hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc đạt được các mục tiêu về khí hậu, đồng thời đề xuất năm tới phải là năm giải quyết các tình trạng khẩn cấp toàn cầu, bao gồm về đa dạng sinh học, nâng cao ý thức bảo vệ và gìn giữ môi trường biển và đại dương, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm hóa chất và chất thải rắn, đặc biệt là rác thải nhựa. Chiều 4 tháng 12 tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chăn Sạ Mòn Chăn Nha Lạt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã gặp gỡ, đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng năm 2020 và thông qua ký kết kế hoạch hợp tác năm 2021. Về định hướng kế hoạch hợp tác năm 2021, hai bên thống nhất phối hợp rà soát triển khai thực hiện thật tốt các thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và giữa hai bộ quốc phòng, tiếp tục nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp giữa các lực lượng quản lý và bảo vệ biên giới hai nước trong việc ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Hai bộ trưởng nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng quân đội, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước. Nhân dịp diễn đàn doanh nghiệp Mekong Hàn Quốc lần thứ 8 diễn ra tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng
và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực. Đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước cần tăng cường hợp tác hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Khẳng định Việt Nam là đối tác trọng tâm, Thứ trưởng Lee Tae-ho cho biết Hàn Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Phía Việt Nam đề nghị Hàn Quốc quan tâm thúc đẩy hỗ trợ hợp tác phát triển địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường hơn nữa đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, nhất là công nghệ cao, cần sớm có các biện pháp khắc phục mất cân bằng cán cân thương mại, tạo điều kiện cho hàng nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Chiều cùng ngày, Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong Hàn Quốc đã diễn ra với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của hơn 350 đại biểu, đại diện doanh nghiệp và các bộ ngành. Với chủ đề Doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới, biến nguy thành cơ, diễn đàn đã thảo luận về những xu thế và tác động của đại dịch đối với khu vực, bàn sâu về những thách thức và thời cơ mà doanh nghiệp đang phải đối mặt và đưa ra những khuyến nghị, chính sách để vượt qua đại dịch, thúc đẩy phục hồi kinh tế, cần đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp và địa phương để tạo động lực phát triển. Ở một số địa phương hiện nay đang thu hút đầu tư thì có nơi xảy ra tình trạng là do quá chú trọng phát triển khu công nghiệp, thế nhưng thiếu đầu tư vào hạ tầng đô thị và dịch vụ dẫn đến việc là thiếu nhà ở cũng như điều kiện sinh hoạt cho người lao động. Rút kinh nghiệm từ những địa phương đi trước, tỉnh Bắc Giang đang xây dựng chiến lược đó là phát triển đồng bộ giữa hạ tầng đô thị với công nghiệp trong thu hút đầu tư để nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ một cách bền vững. Khu đô thị mới phía tây thị trấn Vôi của huyện Lạng Giang có tổng diện tích 80 ha. Với hạ tầng giao thông, kỹ thuật và dịch vụ đồng bộ, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 9.000 người. Giai đoạn 1 của dự án đã giải phóng xong mặt bằng với sự đồng thuận cao của người dân. Xây dựng các cái công trình đô thị cũng như là các cái công trình của nhà nước để đem lại cái nguồn lợi cho nhân dân, tạo công ăn việc làm cho nhân dân chúng tôi. Chính vì thế sau khi có cái quyết định tức là về thu hồi đất thì nhân dân Kim Sơn chúng tôi nói chung là rất đồng tình ủng hộ trong việc này. Theo quy hoạch, huyện Lạng Giang sẽ xây dựng 6 khu công nghiệp với diện tích trên 1.300 ha, nên dự kiến lao động từ các địa phương khác đến đây làm việc sẽ gia tăng đột biến. Quanh thị trấn Vôi cũng sẽ có 3 khu công nghiệp, nên việc khẩn trương hoàn thành xây dựng khu đô thị mới phía tây là hết sức cần thiết. Rất cấp bách để phục vụ thứ nhất là cho nhu cầu nhà ở của nhân dân của thị trấn Vôi, phục vụ cho xây dựng thị trấn Vôi đạt đô thị loại 4 và rất cấp bách để phục vụ cho người lao động ở các khu công nghiệp được thu hút tới đây. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 47 dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã lựa chọn chủ đầu tư, trong đó nhiều khu đã được xây dựng gần các khu công nghiệp. Chúng tôi hiện nay đang lập quy hoạch là gắn là phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ để đáp ứng cái yêu cầu nhu cầu ở và thứ hai là cung cấp dịch vụ cho phát triển công nghiệp. Và ngược lại, công nghiệp phát triển cũng là để thúc đẩy phát triển đô thị và tạo điều kiện để phát triển dịch vụ, tạo nhiều cái công ăn việc làm và lan tỏa phát triển cả nền kinh tế. Đó là những vấn đề mà chúng tôi thấy là rất là quan tâm. Chính vì vậy mà song song với phát triển công nghiệp thì tỉnh cũng tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Với 20 khu công nghiệp mới đang chờ chính phủ phê duyệt, tỉnh Bắc Giang đang chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón nhận những làn sóng đầu tư FDI mới, góp phần đưa kinh tế Bắc Giang phát triển và phấn đấu tiến tới tự chủ về tài chính. Hiện nay, sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt vừa là xu thế tất yếu của thời đại 4.0, mà vừa là một biện pháp nhằm hỗ trợ và đảm bảo tính thông suốt cho hoạt động giao dịch, thúc đẩy kinh doanh giữa các chủ thể trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra. Với thực tiễn kể trên, và cũng là để đánh giá hiệu quả của đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, sáng 4 tháng 12, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tạp chí Ngân hàng tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số. Ngân hàng này hiện đang tích hợp mô hình giao dịch trực tuyến thông minh. Thông qua mô hình này, khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch như chuyển tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại máy ATM hoặc trực tuyến thông qua giao dịch viên online mà không phải đến trực tiếp trụ sở ngân hàng. Đến nay chúng tôi đã có gần 300 điểm giao dịch trên khắp toàn quốc. Và ở trong đó thì chúng tôi cũng ứng dụng là trí thông minh nhân tạo trong cái việc là nhận diện khách hàng. Qua đó thì nó có thể đoán được một khách hàng trong số hàng triệu khách hàng đã có đăng ký giao dịch với ngân hàng, và nhờ vậy thì khách hàng có thể là giao dịch rất là nhanh chóng, đảm bảo là an toàn và tiện lợi.
Có thể nói là để và đầu tư cho việc cung ứng các giải pháp thanh toán dùng tiền mặt này thì trước hết phải nói đến các hệ thống hạ tầng, các hệ thống hỗ trợ về các dịch vụ thanh toán hiện đại. Đơn cử Vietcombank hiện nay, nếu chúng tôi cũng thống kê qua hệ thống Vietcombank thì lượng thanh toán qua các kênh điện tử Vietcombank nó chiếm 90%. Và lượng thanh toán đến chi nhánh khách hàng, đến chi nhánh kênh truyền thống, đến chi nhánh giao dịch chỉ chiếm 10%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo đà cho chính phủ đưa hình thức thanh toán này vào các dịch vụ công quốc gia. Dù mới được triển khai từ tháng 3 năm 2020, nhưng chỉ tính đến tháng 9, cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 11.000 hồ sơ giao dịch thanh toán trực tuyến, giá trị khoảng 5 tỷ đồng một tháng. Đầu tiên là chúng tôi tạo điều kiện cho gần 50 ngân hàng với 100 triệu thẻ ATM có thể tham gia vào và sử dụng ở trên cái cổng dịch vụ công quốc gia. Thì trên nguyên tắc là bất cứ một cái dịch vụ công nào mà được đưa vào cổng dịch vụ công quốc gia thì các bạn, bất cứ người dân nào mà có cái thẻ ATM có thể sử dụng thanh toán được. Thế còn về phía NAPAC thì chúng tôi cũng đã thực hiện một cái chính sách gọi là miễn phí để đối với tất cả các dịch vụ công. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 về cơ bản đã đạt được các bước tiến lớn. Tuy nhiên, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, mà tại hội nghị lần này cũng là vấn đề được các chuyên gia quan tâm nêu giải pháp. Chúng ta cần phải làm sao tăng được cái mức độ tin cậy, tin tưởng của hệ thống thanh toán không tiền mặt của Việt Nam chúng ta. Cũng cần phải sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia của chúng ta, nhất là định danh cá nhân cũng như là cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Có thể thấy thói quen tiêu dùng của người Việt đang dần thay đổi khi những đồng tiền mặt đang dần được thế chỗ bằng những tấm thẻ ngân hàng hay ví điện tử. Tạp chí Nikkei Asia trong năm 2019 từng đánh giá Việt Nam đã vượt qua Singapore và Malaysia trong cuộc đua không tiền mặt. Đây là minh chứng cho những chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc đẩy mạnh loại hình thanh toán này. Trong phần tiếp theo của chương trình, mưa lớn kéo dài tại Đắk Lắk dẫn đến nhiều thiệt hại về người và tài sản. Địa phương đang sẵn sàng chủ động ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Để nâng cao hiệu quả phòng dịch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra đột xuất các khu cách ly có thu phí và tính toán xem xét lại có nên để cách ly tại nhà hay không. Thưa quý vị, trong những ngày qua tại Đắk Lắk thì có mưa lớn kéo dài khiến cho hàng chục ngôi nhà bị ngập trong biển nước, nhiều nhà dân đã bị sạt lở, cầu cống, đường quốc lộ bị nước lũ cuốn trôi. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến ngày 3 tháng 12, nhiều khu vực ở các huyện là Krông Anna, Cư Quyên, Krông Bông vẫn bị ngập sâu và chia cắt. Ngoài một người thiệt mạng và một người mất tích do mưa lũ, thì toàn tỉnh Đắk Lắk có 430 nhà bị ngập, 685 hộ bị cô lập, 32 hộ đã phải di rời khẩn cấp, hơn 1.050 hecta cây trồng bị thiệt hại. Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại và làm hư hỏng các công trình thủy lợi, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, lầy lội, giao thông đi lại khó khăn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền các cấp tổ chức cắm biển báo tại các vị trí nguy hiểm để đề phòng tai nạn, tổ chức sơ tán các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, theo dõi cập nhật tình hình mưa lũ, sẵn sàng chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Ngày 4 tháng 12 tại tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức hội nghị nhằm tìm ra những giải pháp tín dụng đặc thù và phù hợp nhất để hỗ trợ khách hàng, mà đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tại hội nghị, ngành ngân hàng cho biết là đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về tín dụng, lãi suất để hỗ trợ người dân cũng như là doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh. Cụ thể là Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chủ động miễn giảm, hạ lãi suất vay vốn, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, hoàn thiện các thủ tục gia hạn nợ, xóa nợ, khoanh nợ, góp phần hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định lại cuộc sống. Với các giải pháp đồng bộ trên thì hoạt động ngân hàng tại khu vực đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ người dân từng bước vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Cùng ngày tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng hỗ trợ 75 tấn gạo cho lực lượng chức năng của Lào để nhằm chia sẻ những khó khăn với nhân dân Lào trong khắc phục hậu quả của thiên tai. Phía bạn Lào chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ở khu vực biên giới hai nước.
Thưa quý vị, hậu quả từ việc một cá nhân không nghiêm túc trong quá trình cách ly tập trung và cách ly tại nhà đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của hàng trăm ngàn người khác. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là sẽ kiểm tra đột xuất các khu cách ly có thu phí và tính toán xem xét lại là có nên để cách ly tại nhà hay không. Đó là một trong những nội dung tại cuộc họp giao ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID mới đây của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài 3 trường hợp F1 được xác định dương tính, thì 849 trường hợp F1 còn lại đều đã cho kết quả âm tính. 1.344 mẫu F2 cũng cho kết quả âm tính. Hiện còn 148 mẫu F2 đang chờ kết quả. Đã có 2.344 người được lấy mẫu xét nghiệm trong đợt này. Tính đến hết ngày hôm qua, đã có gần 170.000 học sinh, sinh viên của 95 trường trên địa bàn thành phố tạm thời nghỉ học toàn bộ hoặc một phần. Bây giờ yêu cầu nha, là phải khẩn trương đóng cửa cái cơ sở của Việt Nam, cái cơ sở cách ly của Việt Nam Airlines và rà soát lại các cái khu cách ly tập trung của mình như thế nào để đưa vào đó, hạn chế đến cách ly ở tại nhà, kiểm tra đột xuất các cái khu cách ly tập trung, các cái khu cách ly có thu phí, những nơi nào không đảm bảo quy định thì lập tức đóng cửa ngay, dừng hoạt động. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thì nam tiếp viên 1342 đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi có triệu chứng mệt mỏi, đau họng, ho. Còn bệnh nhân 1349, học viên trường Anh ngữ, xuất hiện triệu chứng mệt gần giống cảm cúm nhẹ. Hai bệnh nhân còn lại là nam giáo viên tiếng Anh 1347 và cháu bé 14 tháng tuổi 1348 hiện chưa có triệu chứng bệnh. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế. Cùng với đó, người dân nên cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng bệnh được hiệu quả. Ở thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa thì có một người dân đã mất hơn 30 năm để tạo nên một bộ sưu tập tiểu cảnh bonsai mini vừa được Tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới công nhận là bộ sưu tập bonsai và tiểu cảnh mini có số lượng nhiều nhất trên thế giới với 4.575 tác phẩm. Vậy thì bên cạnh số lượng lớn, còn điểm gì khác biệt nữa ở bộ sưu tập này? Xin mời quý vị khán giả cùng chiêm ngưỡng ngay sau đây. Tinh gia, di tích xe tăng cháy, cầu ngói xứ Huế, và còn hàng nghìn những tác phẩm khác được trồng trong chum vải, những bức tường gốm, vỏ ốc, ô tô, xe cổ, mô hình lịch sử lâu đời. Tất cả tạo nên một thế giới tiểu cảnh bonsai mini lạ mắt, nhưng cũng không kém phần độc đáo hấp dẫn. Chủ nhân của bộ sưu tầm này là ông Nguyễn Văn Phúng, một người dân ở thành phố biển Nha Trang. Để tạo nên sự thành công của bộ sưu tập tiểu cảnh bonsai mini này, quan trọng nhất là phải chọn được loài cây phù hợp. Nó là siêu mini, thành ra ta phải chọn được những cái cây mà đáp ứng được cho cái kỹ thuật chơi siêu mini, tức là cành nhánh khẳng khiu và đặc biệt lá là phải được thu nhỏ tối đa. Cái cây này là cây sam hương, cây này Việt Nam ta không có mà du nhập từ Indo về, thì cái lá nó to như lá mít lận, to bằng bàn tay chúng ta lận. Nhưng mà khi ta nuôi trồng, ta chăm sóc, ta ép nó dần dần thì cái lá nó nhỏ đến như thế này. Sau khi chọn được cây phôi, ông Phúng đã mất gần 5 năm ươm trồng, nhân giống, cắt tỉa. Giác quan nghệ thuật, óc quan sát, tư duy tinh tế, cộng với sự tỉ mẩn, ông đã sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị. So với tiểu cảnh bonsai thông thường, tiểu cảnh bonsai mini đòi hỏi rất cao từ nghệ thuật tạo hình cho đến khâu chăm sóc. Người nghệ nhân phải là người thổi hồn vào cây để người xem quên đi đây là một cây cảnh mà chỉ thể hiện lên một thiên nhiên kỳ vĩ, hài hòa. Thông qua mỗi tác phẩm, ông muốn lưu giữ những câu chuyện, những hình ảnh và kỷ niệm của chính mình đến với người xem. Ở góc nhỏ bình yên ấy, ông hy vọng mọi người sẽ tìm thấy sự yên bình, hòa quyện cùng thiên nhiên và nhất là hãy biết quý trọng thiên nhiên hơn. Vâng, và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập vào website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.